thị trường chứng khoán đang trải qua khoảng thời gian vô cùng ảm đạm khi mà VN Index không thể vượt qua được mốc 1.300 điểm. Đây cũng là lúc diễn ra sự kiện hấp dẫn nhất mùa hè này, đó chính là Euro. Không ít người cho rằng dòng tiền đã rời thị trường chứng khoán để chuyển sang môn thể thao vua và là nguyên nhân khiến cho VN Index điều chỉnh. Vậy có mối liên quan nào giữa chứng khoán và mùa bóng lăn hay không? Bấm theo dõi kênh YouTube của Phai và cùng tôi đi tìm câu trả lời qua những con số thực tế nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ giúp quý vị điểm lại diễn biến VN Index khi mà diễn ra các kỳ Euro và World Cup bao gồm cả trước, trong và sau giải đấu này. Theo thống kê từ năm 2008 cho đến 2022 thì các vòng chung kết Euro và World Cup diễn ra 8 lần thì VN Index đã có tới 5 lần giảm điểm trong vòng 1 tháng trước khi giải đấu diễn ra. Mức giảm mạnh nhất vào năm 2008 là âm 25,4% trong bối cảnh là khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra. Trái lại thì chỉ số tích cực nhất là vào trước World Cup 2014 với mức tăng là 10,3%. Trong thời gian diễn ra giải đấu thì VN Index có tới 4 lần tăng điểm và 4 lần giảm điểm. Với mức giảm lớn nhất là vào World Cup 2018 với mức là âm 10,4%. Trong khi World Cup 2022 khởi tranh thì chỉ số đạt mức tăng 9,6%, cao nhất trong khoảng thời gian thống kê. Đặc biệt thì VN Index có tới 6 lần tăng điểm trong vòng 1 tháng sau khi giải đấu kết thúc như quý vị có thể thấy trên màn hình. Như vậy thì với những số liệu thực tế mà tôi vừa đưa ra có thể thấy rằng là không phải cứ vào mùa bóng đá là thị trường chứng khoán giảm. Bên cạnh đó thì trên các phương tiện truyền thông cũng như các kênh giao lưu trao đổi của các nhà đầu tư thì còn có rất nhiều thông tin về nhóm ngành cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ sự kiện Euro. Đây có phải là ý tưởng đầu tư hiệu quả hay không? Đó cũng là vấn đề mà tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng trong phần tiếp theo của video này. Ý tưởng đầu tư phổ biến nhất là cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất bia. Lý do dễ hiểu là các kỳ Euro hay World Cup chủ yếu diễn ra vào mùa hè và bia chính là thức uống giải nhiệt được rất nhiều người yêu thích. Mùa bóng lăn thì càng thúc đẩy mức tiêu thụ của sản phẩm này bởi thói quen, sở thích tụ tập, ăn nhậu kết hợp với xem bóng đá của người dân Việt Nam. Có rất nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán kinh doanh bia nhưng mà cái tên nổi bật nhất chính là Sabeco. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn vào số liệu trong quá khứ thì có thể thấy rằng là mùa Euro và World Cup không tác động quá nhiều đến kết quả kinh doanh của Sabeco. Thông thường thì các giải bóng đá này sẽ diễn ra chỉ trong vòng một tháng từ tháng 6 cho đến tháng 7. Ngoại trừ World Cup 2022 là diễn ra vào mùa đông, tức là tháng 12. Ở đây thì quý vị hãy chú ý các cột màu hồng thể hiện doanh thu quý 2 của Sabeco trong thời điểm diễn ra World Cup và Euro. Các đường này thì không phải lúc nào cũng tăng trưởng hơn so với các cột màu vàng, tức là doanh thu của công ty này trong thời điểm không diễn ra các sự kiện bóng đá. Điều này cho chúng ta thấy rõ là kết quả kinh doanh của Sabeco trong quý 2 những năm diễn ra Euro và World Cup không quá vượt trội so với những năm không có sự kiện này, hay thậm chí là có thấp hơn. Bên cạnh đó, khi mà nhìn rộng hơn thì từ năm 2018 trở về trước, sản lượng tiêu thụ bia tại thị trường Việt Nam tăng trưởng với tỷ lệ bình quân hàng năm là khoảng 7,7% và không phụ thuộc quá nhiều vào việc diễn ra các kỳ Euro hay là World Cup. Đó là bởi tỷ lệ tăng trưởng của những năm chẵn không phải lúc nào cũng tăng so với những năm lẻ. Đáng chú ý là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến cho sản lượng tiêu thụ của Việt Nam trong 3 năm từ 2020 cho đến 2022 bị sụt giảm mạnh. Dù giai đoạn này cả Euro lẫn World Cup đều diễn ra. Đối với giá cổ phiếu, số liệu trong quá khứ cho thấy là diễn biến giá Sabeco thường chạy trước khoảng từ 1 cho đến 2 tuần so với kỳ Euro và World Cup, rồi sau đó sẽ giảm mạnh khi mà diễn ra các giải đấu này. Như năm 2018 thì Sabeco đã có mức tăng 15% trước 2 tuần diễn ra World Cup. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu này thì cổ phiếu này lại bốc hơi tới 20%. Tương tự là đối với Euro 2020, giải đấu diễn ra trong năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19 thì giá cổ phiếu cũng đã tăng tới 10% trước khi mùa giải này diễn ra và đã giảm tới 13% khi mà mùa bóng kết thúc. Nhiều khả năng hiệu ứng này cũng sẽ lặp lại trong năm nay bởi ảnh hưởng của giải đấu đối với kết quả kinh doanh của Sabeco là quá nhỏ. Nhưng nhiều nhà đầu tư đã phô mô và khiến giá cổ phiếu bị đẩy lên, đặc biệt là khi giá cổ phiếu Sabeco cũng đã tăng tới 20% trước khi kỳ Euro năm nay diễn ra. Hệ quả là những nhà đầu tư nào vào hàng trước thì sẽ động loạt chốt lời. Mặc dù có mức tăng ấn tượng thời gian vừa qua nhưng mà Sabeco thì vẫn đang ở vùng đáy 5 năm và mới đây chỉ đang trong quá trình hồi phục nhẹ. Xu hướng tiêu cực của giá cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh là kết quả kinh doanh của Sabeco bị ảnh hưởng rất nhiều từ các chính sách về xử lý nồng độ cồn và chưa thể quay trở lại thời kỳ trước dịch COVID-19. Thậm chí mới đây, tại dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi thì Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cho mặt hàng rượu bia trong lộ trình từ 2026 đến 2030 với mức thuế lên tới 100%. Nếu điều này được thông qua thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ý tưởng đầu tư thứ hai thường được mọi người chia sẻ, đó chính là nhóm cổ phiếu bán lẻ ICT, cụ thể ở đây là MLUG. Nhiều người cho rằng khi mà mùa Euro và World Cup đến thì nhu cầu người dân về mặt hàng TV sẽ tăng mạnh và chắc chắn là chuỗi điện máy xanh nói riêng hay là MLUG nói chung sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên thì số liệu thực tế cũng cho thấy rằng kỳ Euro và World Cup cũng không giúp cho doanh thu mảng điện máy của MLUG cải thiện đáng kể nào. Trong khoảng thời gian diễn ra Euro vào quý 2 năm 2021 thì doanh thu mảng điện máy xanh đạt 11.600 tỷ. Tuy nhiên thì đây là mức chênh lệch không đáng kể so với cùng kỳ 2019, 2020 và năm 2022. Cá biệt là trong năm 2023, doanh thu của mảng điện máy bị sụt giảm đáng kể bởi tình hình suy thoái cũng như là các bên liên tục giảm giá hàng bán để giải quyết vấn đề hàng tồn kho. Hơn nữa thì trong khoảng 3 mùa World Cup và Euro trở lại đây, số lượng tiêu thụ TV cũng có sự tăng trưởng nhưng mà không quá đột biến thậm chí là theo khảo sát của một số cửa hàng thì sản lượng tiêu thụ còn thấp hơn nếu mà chúng ta so sánh với cùng kỳ các năm trước. Để kích cầu thì các chuỗi cửa hàng đã phải tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng bán để xả kho hàng. Tuy nhiên thì kết quả chưa cho thấy tín hiệu khả quan nào. Lý giải cho hiện tượng này là do nhu cầu tiêu dùng của người dân về đồ điện tử vẫn còn thấp. Các hộ gia đình đã có tivi sử dụng phù hợp và thường mốc thời gian trung bình để thay thế một chiếc tivi là khoảng từ 5 cho đến 6 năm. Thậm chí nhiều người còn có xu hướng là ra quán ăn, quán nhậu để xem bóng đá. Bởi lẽ đó thì kể cả nhu cầu có tăng hơn trong các dịp Euro và World Cup thì doanh số cũng không tăng quá nhiều do hàng bán bị giảm giá. Theo số liệu thống kê của Statista thì có thể thấy là doanh thu bán hàng từ các sản phẩm TV tại Việt Nam không được hưởng lợi quá nhiều từ các sự kiện diễn ra Euro và World Cup trong những năm trở lại đây. Chúng ta có thể thấy là năm 2018 là năm diễn ra Euro nhưng mà doanh số TV lại sụt giảm hơn so với một năm ngay sau đó khi mà không có sự kiện nào diễn ra. Trong khi mới nhất là kỳ World Cup 2022, số TV bán ra còn giảm thậm tệ do nhu cầu tiêu dùng thấp ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Còn nếu như chúng ta xem lại diễn biến giá trong quá khứ của MLG thì có thể thấy là không hề có sự tương quan nào giữa giá cổ phiếu và thời điểm diễn ra sự kiện Euro và World Cup. Giá của M Luger biến động ảnh hưởng bởi tình hình doanh nghiệp cũng như là bối cảnh thị trường lúc đó. Cuối cùng thì nhiều người cho rằng cổ phiếu viễn thông mà đổi bật nhất chính là Fox của FPT Telecom sẽ được hưởng lợi nhất khi mà cho rằng nhu cầu người dân về truyền hình băng thông rộng sẽ tăng cao trong mùa Euro và World Cup. Mặc dù vậy, nếu như chúng ta nhìn vào số liệu kết quả kinh doanh theo quý của Fox từ quá khứ cho đến nay thì doanh thu liên tục tăng trưởng mà không hề phụ thuộc vào sự kiện bóng đá nào. Doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp thì có tỷ lệ tăng trưởng kép trung bình 5% mỗi quý tính từ năm 2008 cho đến nay. Trong khi đó thì đối với mặt bằng giá thì cổ phiếu này cũng không hề cho thấy sự tương đồng nào khi mà diễn ra các sự kiện bóng đá. Khi mà trong 4 mùa Euro và World Cup gần nhất thì Fox có hai lần tăng giá và hai lần đi ngang. Nói tóm lại thì từ những phân tích trên thì chúng ta có thể thấy là không chỉ riêng VN-Index mà các cổ phiếu được đồn đoán là sẽ được hưởng lợi thì cũng không có sự tương đồng đáng kể nào đối với các bộ Euro và World Cup. Do đó thì các nhà đầu tư, đặc biệt là các F0, tuyệt đối không nên FOMO để tránh thua lỗ không đáng có. Ngoài các trường hợp phổ biến đã nêu trong video, nếu quý vị có ý tưởng đầu tư nào hiệu quả hơn hay muốn Pai Tri phân tích thêm nội dung khác, đừng ngần ngại trao đổi với chúng tôi ở dưới phần comment nhé đừng quên theo dõi kênh youtube của chứng khoán pai chi để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé